Vương Nhất Phi sinh ngày 14 tháng 6 năm 1995 tại Hồ Nam, Trung Quốc. Từ khi còn học cấp 3, Vương Nhất Phi đã theo học tại khoa ca múa, trực thuộc Học viện Vũ đạo Bắc Kinh. Đến năm 2013, cô thi đỗ khoa biểu diễn tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Năm 2017, Vương Nhất Phi được biết đến khi tham gia vào bộ phim Lý Huệ Chân xinh đẹp cùng Địch Lệ Nhiệt Ba. Thuở mới ra mắt, vẻ ngoài của Vương Nhất Phi còn được đem lên bàn cân so với các đàn chị là Angelababy và Trương Minh Dư. Mặc dù là có giá trị nhan sắc cao, tuy nhiên sự nghiệp của cô nàng lại bị lu mờ. Mặc dù là được Dương Mịch cho tham gia vào những tác phẩm có sự đầu tư lớn, thế nhưng cô nàng lại có một khởi đầu khá là mờ nhạt. Sự nghiệp khởi đầu khá mờ nhạt. Có niềm đam mê nghệ thuật từ sớm, nhưng Vương Nhất Phi lại tham gia showbiz khá muộn khi cô được 22 tuổi. Dự án đầu tiên mà Nhất Phi tham gia có tên Lý Huệ Chân xinh đẹp do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính. Trong phim, cô đảm nhận vai trợ lý biên tập Hàn Tuyết xinh đẹp hoạt bát. Có vẻ vận may không mỉm cười với Vương Nhất Phi khi lần đầu đóng phim đã phải đóng cùng một đàn chị thuộc hội đỉnh cấp Lưu Lượng, nhan sắc phát quang tám hướng như Nhiệt Ba, gây chú ý với Hương Mật tựa khói xương. Năm 2018, Vương Nhất Phi tiếp tục đảm nhận vai phụ trong bộ phim cổ trang huyền huyễn Hương Mật tựa khói xương cùng Dương Tử và Đặng Luân. Không thể phủ nhận, nhân vật Tuệ Hòa như được Donny đóng giày cho Vương Nhất Phi khi cô bộc lộ được cái khí chất cao quý, đầy tham vọng của nàng công chúa này. Nhờ sắm cho mình vai ác nữ mà Nhất Phi đã bắt đầu được khán giả chú ý nhiều hơn. Những tưởng sau cú nổ này, Vương Nhất Phi sẽ thuận lợi hơn trong việc nâng cấp tên tuổi, nhưng đáng tiếc những vai diễn sau đó của cô lại khá mờ nhạt. Năm 2018, Vương Nhất Phi hóa thân thành A Tử trong bộ phim truyền hình Kiếm Vương Triều của Lý Hiện và Lý Nhất Đồng. Cùng năm, Vương Nhất Phi đảm nhận một vai diễn quan trọng trong bộ phim Điệp Viên Người Trong Cuộc cùng Trương Nhất Sơn, Vương Thụy Tử, Lý Manh Manh. Năm 2019, Vương Nhất Phi xuất hiện giữa dàn trai đẹp trong Trần Tình Lệnh, Chi Sinh Hồn. Trong phim, gà cưng của Dương Mịch được giao phó cho vai diễn Tiêu Tình, là nữ nhân hiếm hoi trong Trần Tình Lệnh, Chi Sinh Hồn. Cùng với vẻ ngoài xinh đẹp, khí chất, Vương Nhất Phi đã thành công trong việc gây chú ý với khán giả. Năm 2020, sự nghiệp không có bước tiến đáng kể. Đầu năm 2020, bộ phim ngôn tình cổ trang Tam Sinh Tam Thế Trẩm Thượng Thư của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cao Vĩ Quang chính thức được lên sóng. Bên cạnh hai diễn viên chính, thì tuyến nhân vật phụ cũng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Khi đó, người đẹp Vương Nhất Phi đã trở thành chủ đề được bàn tán khi đảm nhận vai Chi Hạc. Xuất hiện trong Tam Sinh Tam Thế Trẩm Thượng Thư, Chi Hạc được nhận xét là xinh đẹp sắc sảo. Đồng thời, nhiều ý kiến cho rằng Vương Nhất Phi rất hợp với tạo hình cổ trang. Bởi từ thời làm công chúa của Điểu Tộc đến Nghĩa Muội của Đông Hoa, Vương Nhất Phi đều xinh đẹp mê hoặc người nhìn. Tháng 6 năm 2020, bộ phim Người Trong Cuộc được lên sóng. Lần này, Vương Nhất Phi hóa thân thành một Liễu Như Yên sang chảnh, quyến rũ và đầy khí chất. Tuy nhiên, ngoài việc được chú ý bởi ngoại hình, thì dường như khả năng diễn xuất hay sự tiến bộ của Vương Nhất Phi lại không được mọi người bàn tới. Thế nên, sự nghiệp của cô vẫn cứ tiếp tục dậm chân tại chỗ. Cùng trong năm 2020, Vương Nhất Phi xuất hiện trong danh sách diễn viên của bộ phim cổ trang Ngọc Chiêu Lệnh. Lần này, người đẹp họ Vương tiếp tục đảm nhận vai phụ có tên Hồng Loan, một người con gái dám yêu, dám hận. Ngọc Chiêu Lệnh được khai máy vào ngày 3 tháng 11 năm 2019 và đóng máy ngày 2 tháng 6 năm 2020. Phim dự kiến lên sóng vào năm 2020 nhưng vẫn chưa có lịch chiếu cụ thể. Nhìn chung, Vương Nhất Phi cũng tích cực thay đổi hình tượng nhân vật trong phim sao cho đa dạng. Tuy nhiên, người đẹp vẫn chưa thể bứt phá khỏi vùng an toàn. Thế nên, sau nhiều năm đóng phim, tên tuổi của Vương Nhất Phi vẫn còn khá mờ nhạt so với các đồng nghiệp cùng nhà như Địch Lệ Nhiệt Ba hay Trúc Tử Đan. Theo Case News nhận xét, Vương Nhất Phi cùng với Angelababy và Cổ Lực Na Chát xứng đáng với danh hiệu mỹ nhân cổ trang. Nhưng đáng tiếc, cô lại kém xa các đàn chị về danh tiếng. Đồng thời, mãi đến nay, Vương Nhất Phi vẫn chưa nhận được vai nữ chính nào. Không chỉ lây hoay tìm cho mình một vai diễn để đời, mà Vương Nhất Phi còn phải lao đao với sự cả đan vạ miệng liên quan đến Dương Mịch.
Cụ thể là vào tháng 7 năm 2018, có tin đồn rằng Vương Nhất Phi đang rục rịch rời khỏi công ty Gia Hành. Và cô nàng diễn viên này cũng ngầm lên tiếng cho biết rằng mình bị Dương Mịch và công ty bỏ bê, không trao tài nguyên để phát triển. Và những vai diễn mà cô đảm nhận thì chỉ là những vai phụ mờ nhạt. Scandal chỉ trích Dương Mịch và công ty Gia Hành. Sau lời chia sẻ của Vương Nhất Phi, cư dân mạng đã đồng loạt chỉ trích cô không ngừng. Mọi người cho rằng Dương Mịch đã nuôi ong tay áo, còn Vương Nhất Phi lại bị chế nhạo là chưa nổi tiếng, đã tỏ vẻ sức sược, tự cao tự đại. Vốn dĩ chỉ là một diễn viên chẳng mấy tiếng tăm trong mắt mọi người, nhưng Vương Nhất Phi còn có phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến đàn chị Dương Mịch. Thế nên, hình ảnh của cô đã bị mất điểm trầm trọng và scandal đó được xem là vết nhơ trong suốt sự nghiệp của cô. Vương Nhất Phi hẹn hò Trương Vân Long. Vào ngày 4 tháng 2 năm 2017, Phong Hành Studio đã đăng tải lên trang web chính thức hình ảnh nam diễn viên Trương Vân Long xuất hiện tình tứ bên cạnh Vương Nhất Phi tại thành phố Sapporo, Nhật Bản. Cặp đôi được bắt gặp tại sân bay, lên tàu điện ngầm, ghé cửa hàng tiện lợi và còn thuê chung phòng khách sạn. Mặc dù Trương Vân Long đã che chắn kỹ lưỡng, nhưng mọi người vẫn có thể nhận ra nam diễn viên khi anh tháo khẩu trang. Ngoài ra, hãng paparazzi hàng đầu xứ Trung còn tung ra những khoảnh khắc Trương Vân Long và Vương Nhất Phi tay trong tay dạo bước trên phố. Thế nên, nếu như nói cả hai chỉ là quan hệ bạn bè thân thiết hay đồng nghiệp thì chẳng đáng tin tí nào. Không cần phải nói nhiều, bởi nữ nhân lọt vào mắt xanh của Dương Mịch đều có nhan sắc không phải dạng vừa. Thế nên, Vương Nhất Phi cũng thuộc hàng mỹ nhân trong showbiz. Nhiều người cho rằng Vương Nhất Phi có vẻ đẹp sắc sảo và mặn mà. Có thể vì vẻ ngoài quá nổi bật nên những gì mà khán giả nhớ đến Vương Nhất Phi chỉ có thể là đẹp mà thôi. Sắp tới đây, mong rằng nữ diễn viên 9X sẽ trưởng thành hơn và bứt phá bản thân khỏi vùng mờ nhạt mà bấy lâu nay cô vẫn chôn chân ở đấy. Mặc dù sở hữu một dung mạo xinh đẹp, diễn xuất thì ổn định, lại là con nữ như dưới trướng của Gia Hành thiên hạ, thế nhưng Vương Nhất Phi vẫn phải lây hoay tìm cho mình một chỗ đứng trong showbiz. Và nếu như không có sự cả đan vạ miệng gây sốc về đàn chị Dương Mịch năm nào, thì có lẽ Vương Nhất Phi đã được công chúng đón nhận và yêu mến hơn. Các bạn đang xem video trên VGT, đừng quên nhấn nút like, share và đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé.